của các hacker. Theo thông tin từ hãng Hackeron, hãng chuyên theo dõi các giải thưởng dành cho hacker khi phát hiện ra lỗ hồng, vừa có năm tin tặc đã trở thành triệu phú sau khi báo cáo các lỗ hồng bảo mật thông qua chương trình giải thưởng bảo mật của các công ty. Santiago Lopez, 19 tuổi, được biết đến với tên A Cổng Chi To Hack là người đầu tiên vượt qua mục tiêu thu nhập 1 triệu đô la Mỹ trên Hackeron vào tháng 3 năm 2019. Santiago Lopez nổi tiếng vì tìm ra tới 1.676 lỗi bảo mật trong các tài sản trực tuyến của các công ty như Twitter. Hackeron, Automatic, Verizon, các công ty tư nhân và thậm chí là của chính phủ Hoa Kỳ. Như vậy, đã có tổng cộng 6 hacker đã kiếm được hơn 1 triệu đô la Mỹ tiền thưởng kể từ khi nền tảng bắt đầu kết nối những người thử nghiệm thâm nhập và các nhà nghiên cứu bảo mật với các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Các tin tặc kiếm được phần thưởng bằng tiền mỗi khi họ báo cáo điểm yếu bảo mật trong phần mềm của các tổ chức. Cứ sau 5 phút, một hacker lại báo cáo một lỗ hổng. Cứ sau 60 giây, một hacker lại hợp tác với một tổ chức trên Hackeron. Hackeron nói có hơn 1.000 tương tác mỗi ngày giữa tin tặc và các công ty hoặc chính phủ để hướng tới một mạng Internet an toàn hơn. Báo cáo bảo mật của Hackerone năm 2019 cũng được công bố với những phát hiện cho thấy hơn 123.000 vấn đề bảo mật đã được giải quyết. Hơn 1.400 chương trình khách hàng và hơn 62 triệu đô la Mỹ tiền thưởng cho tin tặc từ hơn 150 quốc gia. Hơn 25% tất cả các lỗ hổng được tìm thấy đã được phân loại là nghiêm trọng và mức rất nghiêm trọng trong năm qua. Số tiền thưởng càng lớn thì lỗ hổng càng nghiêm trọng. Tin tặc càng kiếm được nhiều tiền hơn.